Với ba mình đang ở Buôn Mê Thuột, ở đường Phan Chu Trinh, xe bốn bánh đàng hoàng nha. Mắc cười nhất là nãy ai cũng từ chối, thôi ngon quá. Ồ, hơi bị chất lượng đó nha. Nói chung hơi tranh tối tranh sáng chút xíu nhưng mà rất ngon. Trốn quay phim mình đi kiếm tôi cũng rồi. Với ba mình đang ở Buôn Mê Thuột, ở đường Phan Chu Trinh. Cả đoàn mới vừa đi ăn xong rồi, gọi là đường ăn xong mà chưa ăn no ứ ự luôn rồi, cái bụng vậy mà đi ngang cái ngã tư này, thấy ngã tư Phan Chu Trinh với đường gì đây không biết nữa. Nhưng biết là nó số 112 có nguyên một cái quán phở. Hả? Ngã tư Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn Mê Thuột có một cái quán mà mình thấy rất là vui luôn. Nó giống nửa nửa, giống như hủ tiếu gõ, nhưng mà nửa nửa thì nó lại giống một cái tiệm của người Hoa hồi xưa đó, tiệm mì tàu. Đây quý vị các bạn nhìn đó, cái xe nhìn nó dễ thương rồi đó. Còn xe bốn bánh đàng hoàng nha, xe nè. Cái quán này dễ thương quá, bán buổi chiều không phải không em? Bán chiều tối không à, trời ơi, cái bà nói hấp dẫn chưa, đấy. Ở bò viên ở đây chắc là hơi bị ngon. Ôi thịt ngon quá, thịt tươi quá vậy. Đó, thịt tái. Ủa cái hỏi đang ăn cái gì vậy? Thôi ai ăn gì kêu đi, mệt quá. Cái này phở nóng hay phở khô vậy em? Phở ướp. Phở tươi hả? Rồi. Ôi vui quá, ngồi cái tiệm này. Tiết trời xe lạnh ở Buôn Mê Thuột vào những ngày giáp Tết. Chanh một tô đi ha. Một tô chín gân bò viên đứng trong. Ừ, nạc gân bò viên đứng trong. Em có tin là mới vừa ăn xong no ứ ự mà đi ngang cái tiệm em phải vô đó tin không? Ồ trời ơi nhìn ôi. À súp gân đây, súp gân đời. Ồ thôi có khi mình ăn súp gân bò viên không cũng ngon á. Thôi anh khỏi ăn phở được không? Cho anh súp gân thịt bò viên đi, gọi vô đi. Trả lại khách 5 năm nè. Ôi ngon quá, nhìn cái đây chén súp gân nhìn chịu không nổi luôn á. Hả? Em bán cái đó hết rồi hả? Bên bàn của quanh luôn á. Rồi, ok. Cô bé cái cú kem trước rồi. Cô bé nào? 4 chén bò viên, 4 chén chân. Rồi có tí không em? Rồi cho anh chén tí không gà nhiều hành luôn đi. Rồi không chú ý quay cho bà con nhìn thấy thôi, chọn cái chén súp. Vậy thôi anh khỏi ăn phở nha. Gầu gân viên không, chín gân viên. Đúng rồi, nạm gân viên và một chén nước tiết hồ gà nhiều hành. Để ông em cứ làm đi, anh quay cho nó vui mà. Bây giờ mà ăn phở nữa thì nó mình sợ là nó hơi bợ. Bốn chén trứng, bốn chén bò viên, bốn chén trứng nữa, 5 chén trứng. Ngã tư ở đây là Phan Chu Trinh với Trần Đạo phải không em? 112 Phan Chu Trinh. 112 Phan Chu Trinh rồi. Ở đây có một cái tiệm không có tên, để cái tên phở thôi. Chỉ cái tên phở bò viên thôi mà buổi tối bán. Cái xe này á, hôm qua mình đi ngang mình để ý rồi, mình đi địa rồi nhưng mà bữa nay không ngờ là cuối cùng lại có duyên. Thơm quá. Trời ơi. Nguyên đám ngồi nhìn. Nãy ai cũng nói thôi no quá rồi, cũng kêu quá thì kêu luôn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ rút luôn xuống đây. Rồi ok. Rồi chị ngồi đây chị. Ồ xuất sắc luôn. Yeah come on. Chén chấm nè. Rồi mẹ ăn đi.
Rồi thèm ăn phở lắm á, thấy bánh phở cũng ngon lắm mà không có dám. Bò viên cũng ngon lắm á. Không mà không dám gọi á, sợ tối mà ăn nữa nó đâu. Đã 2 chén rồi. Không phải từ cái cảm giác mà hồi buổi tối á. Cảm giác mà cái trời lạnh lạnh vậy mà ngồi húp á nó mới đã. Đó, em nó kêu nãy lúc đầu rồi đó. Đó đây nè. Đó là kìa. Thì đó em biên lộn á. 4 chén rồi đó. 5 chén. Ở đây có một trứng tí hột gà. Tí hột gà nhiều hành. Ăn gân đi ba, gân nó mềm lắm. Ăn đi cho nó có gân. Biết rồi. Ăn cho nó già gân. Đây cái này xuất này là của anh nè. Rồi, cảm ơn em. Thôi là trả lên nè. Rồi, ok. Ủa này không có gân nè. Bà dạ. Ôi hơi bị chất lượng đó nha. Nói chung hơi tranh tối tranh sáng chút xíu nhưng mà rất ngon bà con. Nước ngon lắm nha bà. Nước lèo xô ngon á. Còn cái bò viên này nó không có bị dai dai sực sực đúng không? Nó vừa vừa. Ngon mà, mẹ thấy nó cũng ok. Đúng nghĩa là bò. Lặt rau vào cho nó thơm nè. Trứng đó. Cho anh hành lá này, có hành lá cho anh nắm hành lá. Ủa, ai gọi tiết trứng rồi? Ba gọi. Nhưng mà tới 2 chén rồi. Mẹ ăn trứng không à? Ừ. Nước này trứng nè mẹ. Ủa, mày cũng tiếc luôn đúng không? Tiếc hết rồi. Sao kệ lỡ rồi. Không sao. Trời ơi trời, này húp húp cái chén tiết trứng với lại bò viên. Các bạn chén nước mắm đi. Nay mà lại mà no mà chưa no là nãy ăn phở rồi. Hấp dẫn vô cùng, đúng rồi, sáng trưng luôn. Ồ, thêm một miếng mắm vô. Mắc cười nhất là nãy ai cũng từ chối, thôi no quá. Ăn gì mà ăn quá cuối cùng. Kể cả anh Sơn. Cái này trời có gì không mà để xe lặng là em một bát phở là quá xuất sắc. Em ăn gì không em? Em mới ăn quay hơn. Cho chén súp trứng đi. Đúng rồi. Thêm chén súp trứng em ơi. Nó thịt tươi ngon ha. Mềm. Thịt tươi đó đói à, nãy quay mới thấy thịt. Đói chưa? Cho mình miếng. Dạ hả? Bò viên bữa nay là chưa ngon hả? Em thấy ngon rồi mà anh nói chưa ngon luôn hả? Ghê vậy. Vậy là... Ngon mà nó thơm quá. Dạ hả? Nhà của em á hả? Là bò viên anh tự làm luôn hả? Nhà tự làm mà đâu phải. Wow. Chất lượng ha. Bao nhiêu năm rồi? Của mình là tổng cộng là 8 chiếc trứng. Bò viên nữa? 8 chiếc trứng, 1 chiếc bò viên. Ngộ quá. Tổng cộng 8 với 2 tuần cấp này 60. Đó, ăn đã xong giờ la no. Ngon quá, nhưng mà rủ ăn gì thì vẫn ăn được. Không, mà tại tối trời xe xe mà ngồi ăn húp này nó xì sụp đã. Nó xuống. Hay ha. Cái gì nó có hai mặt hết. Cái nước nó ngọt quá. Ừ, nước ở đây, nước ha, lèo ở đây nước ngon. Lèo ngon thiệt luôn. Mẹ nè con.
Miếng máu gì nữa đây? Quá đã. Ngã tư Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo. Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo. Đây là số 112 Phan Chu Trinh. Có một cái quán phở bò viên tái làm gầu, ngon bá cháy bò chét. Ngon mà vẫn muốn ăn. Kỳ thật. Sặc ớt à. Không, cái quán này rất là hay luôn á. Nhìn là muốn gừng ghé luôn. Chào tạm biệt quý khán giả nha.